Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Tôi muốn hỏi có phải vì đời Chúa tròn vòng tay, có phải vì tâm tư dấu kiên trang từ còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sao xưa giấc ngủ chưa đến tìm. Thôi nhé, nghe anh lại trả lại cho tôi kỷ niệm ngày xưa. Dòng u buồn trên nẻo trần gian, ta đã mất nhau rồi. Làm sao mà mất được? Đến với anh hỡi, ta say đắm bên nhau chua, rồi mai người đi xa, còn lại gì trong ta? Đến với anh hỡi người chua, ta say đắm bên nhau, hey! Rồi mai người đi xa, còn tình yêu sẽ bay xa. Phải rồi, đi bán về là chua là phải rồi. Cái gì chua? Chua. Trời, ông nói chua. Cái đó là cái nhạc điệu bè người ta. Chua chứ không phải là chua quá. Vậy sao tôi nghe gì thua quá. Trời ơi, không phải thúi quá mà là chua. À, chua hả? Ừ. Mà ông sao kỳ quá hả? Gì? Cái gì mà la lối ôm sòm hết trơn á trời. Mỗi lần mà ông qua nhà tôi đó hả, là sáng ngày mai á, là tôi bị hàng xóm mắng vốn tôi rồi hả. Kệ người ta, mắng vốn kệ người ta ha. Cái ngày nào mà em không chịu anh á, là anh sẽ qua đây làm phiền em dài vậy đó. Thôi đi ông ơi, sao mà ông kỳ cục quá à. Già cả rồi, lớn hết rồi, yêu cái nỗi gì nữa mà yêu. Em nói vậy là xúc phạm anh. Anh già, nhưng mà tâm hồn anh rất là trẻ. Ha. Em, cái gì? Em hãy nhìn vô mắt anh đi. Trời ơi. Em ra đây. Thôi đi. Anh hãy nhìn vô mắt em nè. Nhìn lên mắt anh đi. Nhìn đi. Trời ơi. Nhìn đi mà. Ôi ma trời đất ơi. Ông có điên không vậy? Cái gì? Có điên không? Bởi ta điên nên người đi. Bởi ta điên nên người mê. Bởi ta điên nên người ta bỏ mặt ta đó. Chứ dựa lắm. Đã không có hơi bày đặt rống là chị chơi giống như con chó cúm vậy hả? Ai bỏ ông á thì ông đi tìm người đó đi. Ông qua đây ông kiếm tôi làm gì? Mệt ông quá hả? Cái gì vậy Tám? Điên gì đó. Tám ơi, nghe anh nói nè Tám ơi. Cái gì? Ra đây. Chứ em có vô đó hoài vậy. Ra đây nói chuyện với anh nè. Đi bán về mệt quá. Để cho tôi nghỉ ngơi chút. Nghĩ cái gì? Anh qua tới nơi mà nghĩ cái gì nữa? Tám. Vậy em có biết là anh yêu em lắm không? Gì? Anh yêu em rất nhiều. Tôi dẹp đi, vừa nói vừa đờn khó quá. Vậy thôi nói đi. Anh yêu em. Ừ. Đến nỗi mà em muốn tất cả vì sao trên trời, anh sẽ đem xuống cho em hết. Trời ơi, thôi ông ơi, sến vừa vừa thôi ông, sến quá vậy. Nè, xin lỗi em nha. Sến mới là đẳng cấp, sến mới trường tồn, sến mới đi vô lòng người. Chính vì vậy Thứ Nga mới làm chương trình Nhạc Vàng Muôn Thuở. Phải rồi, sến của người ta là sến đi sâu vào lòng người, còn sến của ông là sến xàm, sến xạo, sến từ trong lòng người đi ra. Từ trong lòng đi ra là sao? Là
là tôi mắc ói đó. Em muốn ói à? Ừ. Trời ơi. Cái gì vậy? Tám. Gì vậy ông Bảy? Làm gì vậy? Sao em già mà em mắc nết vậy? À. Sao nói tôi mắc nết là sao? Em lây gì vậy? Làm gì tôi lây? Tôi cái gì lây? Em có chữa hả? Trời ơi. Trời ơi ông nội ơi. Hết trứng rồi còn chữa gì trứng. Hết trứng. Hết trứng. Ừ. Tại sao không nói với anh? Chị vậy? Anh đưa trứng thêm cho em bán. Trời ơi. Trời ơi, tôi nói trứng đây là trứng đẻ chữa kìa ông nội ơi. Trời ơi, anh tưởng má học dịch lộn. Em biết không, trên người em á, anh thích nhất là hai thứ. Thôi đi nha, đừng muốn nói tầm bậy nữa nha. Tầm bậy cái gì anh nói thiệt. Hai thứ mà. Gì mà thích? Thứ nhất là cái gì? Là giọng hát của em. Thứ nhì là gì? Là học dịch lộn của em, ngon lắm. Trời ơi, thôi em ơi, nói tầm xàm không à. Để tôi đi bán hộp vịt lộn. Làm cái gì em ơi, em nghe nói nè. Nói cái gì? À, cái gì? Nghe nói đi. Trứng sao? Hả? Trời đất ơi. Anh thôi. Nói em nghe nè. Nhắc vô hộp vịt lộn mà mới nhớ. Sao? Tại sao thiếu gì hộp em không bán hộp vịt lộn? Theo anh đi, anh sẽ đầu tư cho em một cái ghe thật là hoành tráng, bán hộp xoàn trên sông Chợ Nổi. Trời. Thôi đi ông ơi, vô duyên quá à. Mặt đã xệ rồi mà còn du duyên nữa. Thôi đi, đi về đi. Nè, em đừng có khinh thường anh nha. Gì, em nói anh mặt xệ chứ gì? Ừ. Rất nhiều phụ nữ cầu xin anh mà anh không thèm đó. Thôi đi, tôi nghĩ là cái ban hộ niệm cầu siêu ông thì có chứ ở đâu mà cầu xin. Nè, nói cho em biết. Gái nào cầu xin ông đông chỉ rồi. Duyên, để yêu anh say đắm. Duyên nào? Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Thiệt là quan tưởng à ngang. Ai chứ tôi rành ông dữ lắm. Gì? Vợ chết đã lâu, phải không? À. Không? Rồi á là con thì lại ở nước ngoài. Ở không suốt cả ngày để chờ con gửi tiền về nuôi. Vậy mà cũng bày đặt khoe. Nè, em đừng có nói vậy nha. Xúc phạm anh nha. Thằng con anh á, nó năn nỉ anh lắm anh mới nhận tiền của nó. Bởi vì sao? Thấy anh là một người cha hoàn hảo, và là người cha vĩ đại. Thôi, người thôi, không thôi, bao thôi, giờ lăng nhăng gái gú. Trời ơi, dữ quá. Thôi đi, thôi đi. Tôi không có dám rớ tới ông đâu. Rớ tới ông nổ cái banh xác tôi bây giờ. Nổ cái gì không biết nữa. Để em gì? Ôi, cái gì? Thôi đi mà. Thôi đi về đi. Nói cái gì mà nói. Về cái gì? Sao mỗi lần anh qua đây là em đuổi anh về vậy? À, tôi biết rồi. Chắc lại dính dáng tới cái thằng cha tư ốm như con mắm chứ gì. Cái thằng nó nghèo sơ nghèo xác mà ngày nào nó cũng qua đây nó thăm em đúng không? Hả? Kệ nó, tôi yêu ai mặc kệ tôi. Mắc mới gì ông mà ông nói. Thôi ông đi về đi ông ơi. Sao em đuổi anh hoài vậy? Đủ anh nói gì? Cho em nghe nè. Anh yêu em ha. Rồi con trai em cũng thích anh nữa. Chúng ta là một gia đình hạnh phúc. Tại sao không tới với nhau? Nè nè nè, nói tới con trai tôi rồi tôi nhắc cho ông nhớ nghe. Nó vừa mới lớn đó nghe. Ông đừng có dạy hư nó. Rồi đừng có dẫn nó đi mà ăn chơi đàn đúng là không có được đâu à nha. Không bao giờ. Nó tự nguyện theo anh chứ anh đâu có ép uống gì nó đâu. Ủa em ho hả? Bị bệnh hả? Sao không nói cho anh biết để anh lo cho em? Hả? Được rồi, cảm ơn anh. Ông đi về đi, về giùm tôi đi mà. Cho anh nói chuyện chút xíu đi. Tôi đi về giùm tôi đi. Trời ơi, đi buôn bán về cho tôi nghỉ ngơi với anh Bảy. Không kịp tôi mà. Anh hát nữa đó. Thôi thôi thôi, đi về tôi lại. Anh về giùm tôi đi. Nha. Đuổi anh thiệt á hả? Bởi vậy mà. Ta say. Lộn đông rồi. Ta say. Gì? Trời đất cùng say. Ừ, ông ơi, ông điên quá ông ơi. Điên à? Ừ. Tôi chỉ là người điên. Trên đường em nhìn thấy. Ông điên. Tôi chỉ là người say. Quá trời điên. Trên điên. Vườn hoa tình á. Em biết là mệt gì đâu. Cha Bảy heo này ăn rồi cứ tới đây hoài. Tên cù rủ con heo nái của tôi hả? Còn lâu. Thiệt với ông, cỡ ông không có cửa cạnh tranh với tôi đâu. Con người chỉ biết đờn hát, không biết lãng mạn. Làm gì mà đứng đứng nói chuyện mình vậy ông Tư? Hả?
làm hết hồn. Gì vậy? Sao đứng đó nói mình vậy? À, vô nhà. Thôi, không có dám vô nhà, người ta dị nghị. Dạ, sao đứng đó nói mình vậy? À, thì cũng làm bầm cho vui vậy mà. Vậy hả? À, tôi... gì? Mỗi lần gặp tôi hay lắp bắp vậy á. Ờ, sao mà... Tôi đâu có ăn thịt, ăn cá gì anh đâu mà sao anh lập bập vậy hoài vậy? Nếu ăn tôi rồi tôi đâu còn cơ hội nói nữa. Vậy hả? Tôi về. Ê, đứng lại. Sao qua đây rồi gặp rồi không nói với tôi câu nào hết trơn rồi đi về là sao? Nè. Cầm ấy. Chứ vậy, làm gì tặng bông cho tôi? Vía bà. Tặng bà. Tặng tôi. Tặng, cầm mấy. Thôi tôi về. Đứng lại đó. Trời đất ơi. Tặng bông xong rồi không nói với tôi câu nào hết trơn vậy sao? Hả? Nè. Làm gì vậy? Có cái thơ nè, đọc đi, đừng nói, tốn hơi lắm. Yêu cầu ông Trần Văn Tư trả lại bông trên bàn thiên cho tôi. Lâu. Không đưa tôi. Đây mới là thơ của tôi. Tôi ngồi tôi làm cả đêm. Có những đêm miệt mài anh không ngủ. Anh âm thầm anh nhìn củ khoai lang. Nhìn khoai lang mà ánh mắt mơ màng. Anh bàng hoàng nhận ra mình rảnh quá. Rảnh thiệt ha. Vậy thôi đó phải không? Không nói với tôi câu nào nữa phải không? Nói cái gì bây giờ? Mà tôi nói bà nghe nè. Bà đừng có nghe lời cha bà ấy, nghe không? Nghe lời cái gì? Ông mà như vậy hoài á là tôi đi lấy chồng cho ông coi. Tôi khổ quá mà. Tôi muốn nói nhưng tôi không biết nói sao. Tôi chỉ dặn bà đó là đừng nghe lời cha bãi mập. Cái mặt nó đó là không có hợp với bà rồi. Mặt tôi nè. Hả? Người ta nói thế gian được vợ mất chồng, được cả về đôi thiên lôi nó quánh chết. Bà như vậy, tôi như vậy nó mới hợp. Chứ còn cha kia không có hợp. Đúng rồi. Mặt cha bảy tuy rằng là chả là mặt chả xệ lắm phải không? Chả xệ nhưng mà chả có nhiều cái hay lắm không? Làm gì vậy? Ông biết tỏ tình bằng lời ca tiếng nhạc, biết không? Rồi ông á không khác gì là một sói ca. Còn ông á ném về là sói tráng rồi. Ông có biết ca hát gì không? Biết sao biết? Đâu ông hát thử coi. Em ơi suốt đêm thao thức vì em. Thôi đi ông ơi, thôi dẹp đi. Trời đất ơi. Giờ không còn mặc câu dù nào. Tôi không biết ca thiệt. Nhưng mà nói thiệt với bà, thấy bà đơn chiếc, tôi lo lắng cho bà thôi. Bệnh hoạn nữa mà thằng nhỏ thì cứ đi chơi hoài, không có ai lo cho bà hết. Tôi muốn qua đây đặng lo lắng cho bà. Biết vậy rồi nhưng mà muốn nói gì thì nói đi. Tôi muốn nói nhưng mà tôi sợ bà không có đồng ý. Tại ban đêm á. Thôi mà. Tôi muốn. Em ơi. Chết rồi. Mẹ rồi, cháu qua tới rồi. Tới. Ông bảy ông tới ông ơi. Thả mà. Cái gì vậy? Tức mình ghê á. Hồi nãy mới ra trước cửa nè. Sao? Có cái cuộc điện thoại nó gọi tới. Kêu ra bưu điện lãnh tiền con gửi về. Rồi có không? Đâu có. Cái thằng nào nó dám mạo danh nó chọc tức tôi đó chứ. Tôi mà biết nó tôi giết nó chết chứ không phải giỡn đâu nha. Thằng nó thiệt tình nè. Có lẽ nó biết sao ta. Rồi sao? Tại sao tôi hử thấy mùi mắm như vậy? Mắm á. Không lẽ thằng Tư Mắm nó có mặt ở đây hả? Không có. Ổng mới qua ổng tặng bông rồi ổng đi về. Cái gì? Có tặng bông rồi tám hả? Tám nhận hả? Thì ổng. Nó mà biết được là tôi nói tôi phải thiệt thằng này mới được. Ông. Nè. Gì? Tôi suy nghĩ rồi. Nếu mà tám cứ từ tối tôi hoài mà thằng cá Tư cứ tiếp tục tới đây hoài là không xong. Ông ăn xương. Ông làm gì vậy ông bảy?
Ông làm gì thì ghê vậy? Trời ơi. Trời ơi ông Bảy, đúng là tôi sẽ ăn cơm trước kẹn. Hả? Chúng ta gạo nó nấu thành cơm rồi sẽ xong hết. Chứ mẹ có cái kẹn đập đại cho đâu. Ông Bảy ơi, trời ơi. Tôi sao? Tới đây anh, tới đây với anh đi, Tám ơi. Ông đừng có làm. Mày hả? Mày hả mày? Mày, mày hả? Hưng. Mày ngon hả mày? Mày trời ơi. Mày Bảy. Ngon hả? Mày ngon hả? Ông Tơ. Mày ngon hả? Mày ngon hả? Ngon mày đụng tới bả đi. Muốn chết mẹ mày à. Thấy chưa? Thấy sói ca chưa? Trời ơi. Nó đi sao? Chưa? Đi rồi. Nó đi chưa? Đi rồi. Nó đi rồi. Đứng lên Ly, đứng lên. Không. Nãy trong cơn ghen người ta có thể dữ dằn, mạnh bạo. Tôi đâu có sợ nó đâu. Nó đâu? Hết trời rồi. Nó đâu rồi? Cái gì nó? Nó đâu? Đi rồi. Ừ. Đi về rồi. Đó là tôi thấy mà. Cái gì thấy cái gì? Nó đâu rồi? Đi về. Ở đây theo. Thảo ông đi đi về rồi. Mạnh ra. Đi về rồi mà. Nó đây nè. Rồi cái. Cái phím đờn. Mắc là uống tiền lắm. Trời đất ơi. Hú hồn ngu dĩa. Nó tìm cái phím đờn mà tôi tưởng nó tìm tôi. Thôi. Sao nãy ông quay quá mà. Ông hùng hổ quá mà. Nãy quay là sợ nó. Nó xâm hại vô con người bà. Cho nên là tôi mới dữ dằn vậy thôi. Giờ tôi có cái này tôi nói. Nhưng mà không biết là nói ra rồi ý của bà làm sao. Bà có chịu không? Thì nói đi. Thì giờ tôi hỏi bà luôn là bà có chịu không? Không nói thì sao mà biết mà tôi chịu. Rồi nói đi. Tôi muốn Muốn gì nói đi. Tôi muốn Muốn gì? Tôi muốn ăn hột vịt lộn. Trời ơi vô duyên quá à. Dạo này cái tự nhiên đòi ăn trứng à. Thôi tôi nói luôn. Ừ. Tôi muốn chăm sóc cho bà có chịu không? Tôi chịu rồi ông Tư. Ai cho mà chịu? Ai cho? Chết rồi. Nghĩa con mới về con. Chào bác Tư đi con. Chào bác Tư. Má nói gì má? Chào bác Tư đi con. Tôi không cần biết ai là Tư Năm gì hết trơn á. Hả? Má vừa phải thôi. Nghĩa. Má già rồi đó. Má biết. Làm gì coi được thì làm. Mà nha. Tôi chỉ biết ông Bảy thôi. Là ông Bảy. Ông lo cho tôi. Ông cho tiền tôi xài. Ông lo lắng tương lai cho tôi. Con à. Có nghe ai thì con đừng có nghe ông Bảy con. Thôi khỏi đi. Tôi lớn rồi. Tôi tự biết cái nào đúng cái nào sai. Con à. Má con nói đúng chú, đó. Chú. Nhà của tôi. Chú không được quyền nói đâu. Nghĩa. Má ngồi đó đi. Con. Má ngồi đó đi. Già đứng không nổi sao đứng hoài. Biết rồi. Đừng có nói với má con như vậy. Chú. Chú không có biết gì trong gia đình con hết trơn á. Chú làm ơn chú đứng qua một bên đi. Tao thấy mày mới là người không biết đó. Không biết gì? Không biết cái gì? Má. Má cái gì? Đừng nói anh Tư đừng. Hả? Con người chú phải có liêm sĩ chứ chú. Lòng tự trọng phải có chứ. Nghĩa à. Con ơi. Thôi bỏ đi. Dẹp hết đi. Giống như phim Hàn Quốc ha. Già sắp bệnh chết, anh hùng tới cứu. Ở đâu ra? Con à. Nghĩa. Má con nói thiệt má. Bây giờ con đủ lớn rồi. Con tự lo cho cuộc đời con rồi. Má không lo được gì hết. Thì má đừng có ý kiến trong cuộc đời con nữa. Nghĩa à. Mày im đi. Chủ im đi. Nghĩa. Tôi đây là chủ im đi. Con nói chuyện. Tôi lấy cái quyền gì nói chuyện thôi. Nghĩa ơi. Tao lấy tư cách là người lớn, tao nói chuyện với mày. Nghĩa ơi. Mày là thằng con mất dạy. Nghĩa ơi, con nghe lời má. Bây giờ mày chỉ biết mày lớn thôi à. Hả? Vậy chứ cái đôi gánh này nè. Bà gánh bao nhiêu chục năm để nuôi mày lớn tới giờ này. Bà gánh bao nhiêu chục năm cũng không thể nuôi lớn được tôi được. Đây là gánh hột vịt lộn thôi. Nghĩa ơi. Con ơi, con nói chuyện với người lớn, con phải nói chuyện. Mày đi. Tôi chỉ được 70 năm rồi.
bao nhiêu năm trong cái nhà này rồi tôi được cái gì? Mày, mày là thằng con bất hiếu. Tôi bất hiếu cũng không phải là con của ông. Mày không phải là con của tao. Nhưng mà tao nói cho mày biết, mày đụng tới người đàn bà này là mày không yên với tao đó. Xin lỗi ông nha, đây không phải là người đàn bà của ông nha chứ. Bà không phải là người đàn bà của tao, nhưng tao biết bà, tao hiểu bà. Mày có biết má mày đã chịu bao nhiêu cái nhục nhã để nuôi mày lớn tới giờ này không? Anh Tư ơi đừng. Bà cứ để yên cho tôi nói. Mày tưởng tao với bà bây giờ mới yêu nhau à? Tụi tao yêu nhau từ hồi còn trẻ kìa. Nhưng gia đình bên ngoại mày vì ham giàu mà ép gả bà cho ba mày. Tới khi bà mang bầu mày, ba mày đuổi bà ra khỏi nhà. Chú nín đi, chú nín đi. Đừng tao không hết. Đừng huyễn hoặc suy nghĩ của tôi. Tôi nói cho chú biết, ba tôi chết vì lao lực lo cho tôi, còn má tôi suốt ngày chỉ nằm ở nhà đú đỡ với ông này hết trong khác. Nghĩa mặt dài. Anh Tư, tôi xin anh đừng có đánh nó. Tôi chỉ có một mình nó là đứa con. Má nín đi, má nín đi. Tôi nói cho ông biết nè, ngày hôm nay là ngày cuối cùng và cũng là lần cuối cùng ông bước vô trong căn nhà này. Im đi, tôi không im. Tôi đứng đây nè, ông bắt chờ. Bà để im tôi nói. Ngày hôm nay bà không giết mày, tao cũng giết mày. Ở tù tao cũng giết mày. Tôi đứng đây cho ông giết nè. Được, ông làm gì được tôi? Anh ta. Mày mất dạy hả? Nghe. Mày mất dạy hả? Mày. Tám. Khi trước gợi những hình ảnh của tím vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rước. Miệt vườn Mr. Quỳnh Long Hổ. Các quý vị thấy nụ cười tôi khai khác thường phải không? Bởi vì miệng cười mà lòng căng lắm. Năm ngoái chỉ có một thí sinh dự thi thôi, mà năm nay có tới hai thí sinh. Đông quá, làm sao mà đủ giờ để thi đây? Tới giờ rồi mà không thấy ai tới dự thi, có khi nào nó bỏ không ta? Nó cancel là mình chết à. Không có tiền trả tiền rạp á. Không được. Giái ông bà cho mấy cha mấy mẹ đừng có bỏ thi.
không lẽ ma hát hay sao? Hey! Tôi đi nè, ma cái gì mà ma, ta hát không nhìn bên đây đi, vòng vòng bên kia nó ta ma à. Nghe gì đó đi. Dạ, ca sĩ có tuổi chưa có tên xin trân trọng kính chào quý vị. Chào cô. Chào anh, hân hạnh được biết anh. Dạ. Gặp anh là mừng lắm rồi. Công nhận ha, ở đây quản gia mà mặc đồ đẹp ghê á. Mà cô nghĩ sao vậy? Dạ sao? Mà sao cô nói tôi là quản gia? Dạ tại vì thấy anh ăn mặc sáng lòa quá nè. Tôi trân trọng giới thiệu cho cô biết. Dạ. Tôi là giám đốc đài truyền hình Giai Điệu Miệt Vườn. Dạ. Quỳnh Long Hổ. Quỳnh Long Hổ. Trời ơi sao hổ mà em không thấy có miếng hổ nào mà em thấy nguyên cái mặt con mèo vậy? Thiệt. Mèo, mèo trong hổ. Thiệt vậy hả? Ngoài mèo trong hổ. Thôi để mai mốt biết đi. Cô là thí sinh phải không? À, dạ thí sinh, em là ca sĩ. Trời ơi ca sĩ em phải mặc đồ gì chứ không phải ca sĩ mặc gì ra tao tưởng điên. Em nói thiệt anh, em mặc cái kiểu này ra cảnh sát giao thông rất là cảm ơn, bị gì không bao giờ đụng xe. Đúng rồi nha. Lấy số báo danh chưa? Đâu có ai đưa đâu biết lấy. Tại sao không lấy? Có ai đưa đâu lấy. Ờ mà có phát đâu là có. Tao cái này dung kiếm không. Trời ơi. Đây. Cầm lấy. Đâu có ăn bánh in đâu đường chi. Còn phải bánh in. Đây nè. Ai trời ơi trời ơi. Số báo danh không biết là tưởng cái bánh in không à. Ừ. Trời ơi 2001. Chết rồi. Em 2001 là còn tới 2000 thí sinh. Làm sao thi được? Mấy tháng nữa mới thi. Anh ơi, má em nói là phải thi trong ngày hôm nay. Bắt giá là em phải lên thôi. Không lên là má em buồn lắm. Anh ơi, cho em thi đi. Trời anh, ơi, anh, bình tĩnh. Cha này dê dễ sợ luôn. Mình té, cho té theo à. Trời đất ơi. Lôi mình, anh em nói mình dê. Hèn gái sát sát, nhào nhào vô. Cô bình tĩnh đi. 2000 là viết cho chơi thôi. Trời ơi. Cô là người đầu tiên á. Trời. Cái này nổ thế ớn nổ tới 2000 trả giá nhiều cũng dính á. 2001 bao. Bây giờ cho em thuê đi, cho em thuê đi. Anh là ơi làm ơn lăn cho em lên đi anh. Đi. Đừng có lo, hãy tới đây vô tay tôi là phải lên thôi. Đó, đúng rồi, anh nha, lên nha anh nha. Nhưng mà trước nhất là tiền bạc phải sòng phẳng. Trời ơi, tiền là chuyện bình thường. Mà em nói thiệt với anh, từ nhỏ tới lớn, em sinh ra và lớn lên trong một gia đình không biết xài tiền. Cái xài gì? Hạt sàng. Hả? Hát xoan. Ừ, má dẫn đi ăn bún riêu với tô bún mắm mà má trả làm sàn 5 ly. Trời đất ơi. Thò khỏi thôi. Giàu nha, trúng bánh rồi đó. Dạ, không biết có giàu không mà hộp phần đóng đóng ở nhà đông bằng lau ăn không á. Nghe cô nói vậy thì... Được rồi. Dạ. Cô mà tới cái lò của tôi là quá đúng rồi. Cô mà tới lò tôi thì chắc chắn tôi sẽ lăn xê cô nổi tiếng. Khoan khoan cái gì? À, cái lò. Trời. Trời ơi, ca sĩ mà ông nói cái lò làm như nướng bánh mì. Ông làm như tôi lò luyện đơn nha. Lò luyện ca sĩ. Ông gớm bằng lò luyện ca sĩ. Ừ. Lò của tôi đó đặc biệt lắm. Dạ. Lò khác đó là chỉ là công nghệ lăn xê thôi. À đúng rồi. Còn lò của tôi là có cả một âm mưu lăn xê. Nghe không? Cái lò của anh có cả một âm mưu lăn xê. Ừ. Vậy anh đừng gọi nó là cái lò. Tôi gọi bằng cái gì? Gọi là cái động đi. Hả? Ê, cái động nghe thấy ghê quá không được. Tự nhiên lăng xê mà ổng làm theo ông cả một âm mưu lăng xê. Âm mưu lăng xê cái lò nó đâu có tương xứng đâu. Trời mẹ cái động ca sĩ đi. Ai muốn nghỉ sao nghỉ. Thôi được rồi. Cô muốn kêu gì cũng được. Ờ. Nhưng mà nói cho cô nghe. Sao? Cô biết tại sao tôi nói vậy không? Tại sao? Tại vì ở đây tôi có chuyên gia lăng xê đàng hoàng. Trời 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 có chuyên gia. Mà chuyên gia này không phải loại bình thường nha. Trời ơi. Mà là chuyên gia về văn hóa, văn học, y học, dân tộc, nghệ thuật, Đại học Văn nghệ Miệt Vườn quốc tế. Trời ơi em biết rồi nha. Cha này vừa là chuyên gia mà vừa chích thuốc nữa nè. Ừ, sao nói vậy? Thế gì văn hóa văn nghệ y học dân tộc y học là chích thuốc chắc luôn. À, cái này là cô thông minh. Ừ. Tôi luyện rất là kỹ. Dạ. Luyện từ sáng tới chiều. Dạ. Cái ca sĩ mệt đem vô chích mũi bắt ra luyện tiếp. Trời ơi hay quá, đúng là cái động này có một không ai. Đừng 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 nói động. À, bây giờ để mời chuyên gia em. Mời chuyên gia đây nha. Ừ nè ông cầm ông câu luôn nè. Mẹ bà thí sinh của mình cũng đưa bà giặt đưa bà số báo danh. Em muốn gặp chặt trò gặp chuyên gia. Mời chuyên gia vào. Thank you.
gentleman, how are you? I am come from South America. My name Banca Ambulang. Này tôi mất vô Welcome everyone, idol Việt Nam mi Thanh Kiều very mệt. Hay quá. Trời ơi, chuyên gia hay quá. Mà em nói thiệt, anh em muốn làm ca sĩ giật giật nhạc thân chứ em không có chơi ca kịch Quảng Đông. Không phải, cái này là cái môn ông mới tu nghiệp ở Trung Quốc về. Phải không? Ừ. Tụi ông đi luyện thêm Trung Quốc vậy đó anh. Ừ. Từ mẹ bầu hát quả mà hát tiếng Anh tới nổi dịch không? À. Để là nói chuyện với ông chút. Nói không coi. À, không biết tiếng Việt không? À, ambulan bằng cá. Trời ơi. À, cô này muốn lên. Tôi thì nghe muốn mình bệnh. Có cách đưa lên không? Sơn phủ, chị bàn châu ba chị, xe mẹ phủ, xe mẹ đen. Trời ơi. Hai này ăn chung mát lắm á. Dạ, chuyên gia nói có rất nhiều chiêu thức. Ờ. À, cái chiêu thức thứ nhất á, dạ. Hồi nãy cô nói là cô là có tuổi mà chưa có tên. Dạ đúng rồi, hát hoài mẹ bà tuổi càng ngày càng lên tên không ai biết. Muốn vậy, mình phải tạo sự căng đan. Tạo sao? À, cô biết không? Sao? Có nhiều ca sĩ hát rất nhiều năm. Đúng. Nhưng mà không nổi. Đúng. Tại sao? Tại sao? Tại vì không biết tạo sự căng đan. Sự căng đan là sao? Mình phải tạo sự căng đan. Tạo đi. Đi giật chồng người khác. Tạo không? Tạo rồi, mẹ bà đang làm ca sĩ không làm tự nhiên đi giật chồng ta. Tự nhiên đi, tôi nói ông nghe, đời tôi nói thiệt, tôi rất là đạo đức, má tôi dạy không nên giật chồng người ta, dụ chồng người ta đi theo mình luôn thì được. Trời ơi, trời không được cô ơi, cái này giả bộ thôi mà. Giả bộ sao? Dụ là giới thiệt quá không được. Ờ. Tôi giàn cảnh nghe không? Sao? Tôi vừa bước xuống sân khấu. Ừ. Một người đàn bà nhào tới nắm đầu cô quýnh tả tơi, nghe không? Cô phải đứng yên cho người ta đánh. Trời trời. Tự nhiên đàn bà đánh tả tơi cũng như là giật chồng ta mà cho vợ ta biết luôn. Ừ. Ghê quá. Chứ sao? Vậy là không ngẫu về mặt ca sĩ, mẹ bà sáng mai báo đăng con quỷ này chuyên môn giật chồng ta. Lúc đó không phải một người đánh, cả làng cả xóm nó kéo nhau, nó quánh thấy bà nậu luôn rồi hết làm luôn. Cháu ngu hả? Điên à? À, không được thì mình tung chiêu khác. Chiêu khác đi, thì chiêu này sao được? Cái chiêu này thì cô phải chịu khó đụng tới cảnh sát tội phạm hình sự quốc tế. Đi tẹt bốt. Đâu? Nghe không? Cô phải lén bỏ nửa ký ma túy vô cái giỏ. Tới phi trường, tới cái cổng check security boy đó. Ừ. Nghe không? Ừ. Chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại cho tao má nó kêu ầm lên, thấy không? Tập trung tất cả cảnh sát lại. Ừ. Ở đây tôi set up TV trực tiếp truyền hình, cô sẽ nổi tiếng. Trời ơi, lúc đó nổi lắm. Mà anh nhớ kêu nó quay cái đoạn sau chứ. Đoạn cái nào? Đoạn mà em căng tay ra cái bịch miếng vải đen nữa đó. Là sao? Sự bắn đó ông nội. Ờ, à, tôi nghĩ sao đem nửa ký ma túy mà còn đi tới security chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại nữa. Sam sam si phan su si. Chứ từ tôi vô cái động này có lộn không vậy trời? Hổ. Dạ. Sexy. Trời ơi. À, nếu hai chiêu đó không được thì chuyên gia có chiêu cuối cùng. Chuyên gia gì nữa? Tung hình sách lên mạng. Trời ơi. Được nha. Cái này tôi chịu nha. Trời ơi, cảm ơn. Em rất cảm ơn hai anh. Vì lăng xê em mà hai anh tung hình sách của mình lên mạng. À. No, no, no. Me, okay. Oh. Him, ọc. Là gì? À, ông nói hình ổng tung lên mạng, ok. Oh. Hình tôi tung lên. Oh. Người ta học máu trào đờm. Hổ. Nội bộ không giải quyết thì mệt ghê. Em gái. Chuyên gia xin nói cho em gái biết rằng không phải tung hình set của anh lên trên mạng. Oh. Mà tung hình set của em lên trên mạng. Chuyện đó đâu, tôi không bao giờ chơi như vậy. Ba anh mình sao? Anh nói cho em nghe. Gì? Mấy anh chỉ nói giỡn chơi thôi. Sao? Cái chiêu thức của mấy anh không phải làm cho em mới là thủ phạm. Ừ. Mà sẽ biến em thành một nạn nhân. Là sao nói không có hiểu giải thích gì cho có cái... nghĩa là cái vụ đánh ghen á. À. Không phải là em giật chồng người ta. À. Mà đánh ghen lầm.
đánh ghen lầm, sau đó anh cho báo chí túa xua tới, nhào tới, chụp hình đăng báo. Fan club em thương em, ái mộ em, tội nghiệp em, em nổi tiếng. Đúng rồi, đánh lộn đi, Khương thích đầy mình nhưng mà lộn, hiểu không đó? Chiêu thức thứ hai, đó, cái vụ ma túy, không phải đích tay em bỏ vào trong cái vỏ, mà là một thằng khốn nạn rồi nó bỏ vô. Xong rồi em vô tình em xách em chạy, chạy qua cổng security nó kêu lên, xong rồi bullet ập tới, rồi ngày mai anh đăng báo lên bạn, em bị quan. Trời ơi, em là anh hùng đó. Rồi cái vụ xét. Cái vụ xét không phải hình xét của em. Đó. Cái mặt của em. Ừ. Mà hình của con khác. Đó, vậy đi đưa hình em là trái mạng đó. Đó. Xin anh nghe đừng nha. Hiểu đừng chưa? Đừng cho tất cả những tình tiết ngừng hoạt động nha. Rồi, bây giờ em tin tưởng vào cái khả năng mà lăng xê của tụi anh chưa? Biết rồi. Nói như anh em mới yên tâm. Cha thì thiệt tình là nói em có đầu đuôi. Nói đầu đuôi hết. Phải có chuyên gia giải thích chứ. Ồ. À. Dạ. Mì mò. Thân gia muốn anh hỏi là em có biết nhạc lý không? À sợ nhạc lý sao không biết làm ca sĩ, biết nhạc lý. Nhạc lý là mấy cái thẻ. Nốt nhạc. Mấy cái thẻ gì nè, rồi treo lên mấy cái sợi dây điện văng ngang. Đó. 4 giây. Kêu là nốt nhạc. Bây giờ em có biết là trên son là cái gì? La. Trên la. Si. Trên si. Đô. Trên đô. Ơ. Ơ là nốt gì? Euro. Euro gì? Euro mắc hơn đô. Má em nhà đổi hoài nè, đô rẻ hơn euro mấy trăm. Ồ. Dạ. Hát. Thử bây giờ chuyên gia muốn thử giọng em. Bây giờ em phải hát cho chuyên gia nghe để chuyên gia tính cách cho em. Đó, em sẽ hát để em build cái giọng em ra. Rồi. Nhưng mà em nói thiệt đó là em hát đó, là em phải có người bè em mới hát được. Ờ. Hai anh làm hai cái bè cho em được không? Bè có tiền không? Có, đi bè nhỏ, đi bè lớn đi. Ok. Bè liền. Rồi nha, ra ráng bè nha. Rồi. Khi nào mà em ra hiểu bực cái là bè. Ok. Em xin hát bài vũ điệu ôm ôm. Nằm xuống. Cậu có gì vậy? Gì vậy? Khủng bố. Ai? Trời ơi, em mới nói em ôm bơm đó. Trời ơi ông ơi, bài hát vũ điệu bơm bơm. Ôm bơm hồi nào? Trời ơi, vậy mà tôi khủng bố. Ôi, Trung Quốc về không có rành tiếng Việt. Ông nậu này, ông không chuyên gia, em quánh giá rồi. Bây giờ em đây giới thiệu đi, em mang hát đi ha. Sau đây, bài hát vũ điệu bơm bơm bắt đầu. Vô. Hai đứa mắt bố chưa điệu á nha, cần tập lại. Xinh ghê ngất ngây kia bị gất ngây, ta chưa bên nhau quên sau em ơi. Đêm nay em rất xinh ai, em rất xinh, cho ta đi nhanh đi nhạc đi chạy. Em gì vậy? Mày khùng hả? Cái gì khùng? Ta hát hết còn ha 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 nữa. Không biết nó hát cái bài gì mà không nghe được chữ nào. Nó nghe bom không? Tao tưởng nó kêu mà đi bom xe đạp. Nghe kỹ rồi đoạn cuối là đi kêu bom ga. Mệt quá. Còn đỡ nha. Ừ. Nó hát chút xíu nữa FBI tới hốt tôi với ông luôn á. Sao vậy? Con này nó dũng cảm quá không? Nó gan hơn cảm tử quân của Osama Bin Laden nữa. Mấy quỷ dịch kia nó ôm bom nó nhào trong xe tăng á. Còn con quỷ này nó ôm bom nó chạy vòng vòng nó còn la tôi ôm bom nữa. Kêu hát bài khác đi. Nó hát vậy mới mau nổi. Em ơi. Vậy? Em có giọng tốt lắm. Ừ. Nhưng mà em hát không hiểu gì hết.
Bây giờ em hát cái bài khác mà nó tình cảm nhẹ nhàng chút đi. Hát được chứ? Bài đó nghe không kịp thì em hát tình cảm. Được. Nhưng mà với điều kiện là phải có hoàn cảnh xảy ra đi rồi em mới nhập theo em hát được. Hoàn cảnh gì? Nghe em biết diễn nữa đó. Biết diễn đó ha. Hoàn cảnh vậy thì em nghĩ không có gì đau thương bằng bị chồng bỏ hết trơn á. Tại vì nào giờ em chuyên môn bỏ chồng, em không biết cảm giác chồng bỏ em là sao nữa. Anh làm thử em coi coi nó đau đớn tới mức độ nào. Bây giờ ai làm? Anh làm chồng em. Không, để tao. Anh làm chồng em. Này đi, kia làm con. Hả? Nghĩ làm sao? Khó quá, mà dành không à. Mặt xấu quá. Đĩa bày đặt đồ đeo chân hạt. Dạ. Giờ anh phải làm sao em? Ý gần bữa nay chân quạ. Giờ làm sao em? Anh làm chồng em. Chồng em. Anh phải cứng rắn, một người đàn ông cứng rắn lên. Em năn nỉ cỡ nào cũng không chịu. Em dùng mỹ nhân kế cỡ nào nhưng cũng không chịu. Ok. Cứng rắn quyết định bỏ em chuyến này cho em đau đớn. Rồi. Nha, bởi vì em là một người con gái vợ hung dữ. Nha. Hồ ơi. Em. Ôm giọng nội. Cha này bởi vì cha này cha thèm ta lắm nè. Chùi nước giải đi kìa. Không có giấu được cái nào trên trời. Không có. Cứng nhăn. Hồ ơi, em là vợ của anh nè. Anh còn nhớ em không hả Hồ? Về ra. Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm. Trở về với em đi anh. Quay đầu về với em, quay đầu là bờ mà anh. Quay lại đá mày đó. Tôi rồi à. Trời ơi, thái độ như vậy là đã hết yêu em thật rồi. Thế là hết duyên tình đôi ngả. Chuyện chúng mình tan vỡ tay. Còn đâu tư tưởng những chiều buông lơi cho vòng tay khát khao. Có tình ai ngon bờ vai xa rời. Anh có biết bao đêm hào đầy giọt lệ này có vì ai. Tình làm mây cho dòng sông mãi trôi. Cuốn về đâu cho người thương nhớ người. Khi đã biết con tim lòng tôi tan vỡ từ đây. Bờ môi anh làm em quá ngày dài. Đôi vai mềm chất chứa ngọt ngào. Còn tình anh giờ đây đã xa lạ. Cho lòng đau càng thêm buốt giá. Biết em yêu lầm trái tim hoang đường. Nỗi đau ngậm ngùi. Ôi cương mê dày tâm tôi. Tốt trắng em vẫn yêu hoài yêu mãi không phải lời nói yêu ai đến nay chưa bay chưa nhạc thì có lẽ nào em dội sớm là mối duyên đâu sầu đâu chỉ riêng anh đừng buồn em chi dần em chi trách em chi chứ phải tại em là người tạm sang phụ khổ tay đó qua hồng vậy đó qua lan hoàn cảnh trái ngang em đi đã nói xin yêu cho em chứ dần đêm buồn em đã nguyện yêu anh suốt quãng đời này ta không thương khi tôi đừng lên mũi ban đầu tình ta nhân đây sầu bên nhau mà chi rồi nói lời biệt ly ta không đến với nhau chấp nhận đành xa là hơn nói tiếng chung tình để rồi phải chịu chia xa cho dù xa cách nơi nơi em vẫn nhớ nhớ về anh trọn tâm chân tình anh ơi con mình nãy còn đâu đơn lẻ bi thương chỉ mình tôi xót xôi đơn đau nơi anh ở đâu cô ơi ân cô tuy chung kiếp này đành lôi hẹn không mong gì số một đòn viên quan khiên cứ mãi chân chồng nước mắt càng dòng lòng em như môi xa kim châm tới bời tôi thông môi đường chạy trôi quanh cô cho tôi thêm rõ
mặt một con người gian ngoan nguy hiểm gì khi đối mặt cùng ông tôi đủ chân lý quan tòa tạm dân tên tội phạm thì ông mới chết tại tuổi dài tuổi ngu nên bây giờ đau khổ ai xui gặp gỡ nhau chi ai xui gặp gỡ làm gì duyên tình đã lỡ duyên tơ ngỡ ngàn tôi như một giấc chim bao ai ơi non non biết cần gì đâu lòng ta mang nặng nỗi sầu gì đâu nên nỗi đổi thương ra thù. Thôi, anh đừng nói nữa làm gì. Nín. Nên đi anh, lấy đắm vai rồi buồn thương nữa chi. Về đi, kẹo người ta chờ, kẹo người ta trông. Kìa một chuyến xe. Alibaba, 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 Alibaba. Tháng sáu trời mưa không dứt, trời không mưa ảnh cũng lại trời mưa. Tao giết mày! Tỏ cổ mày, cái này chết nè. Khi nó vô, khi nó vô, khi nó vô, khi nó vô, mày vô cho mày biết tao. Tao giết mày, tao giết mày, tao giết mày, mày vô đây, mày vô đây, mày vô đây. Mày chết đâu, mày chết nè. Ôi, mà khát nóng trong người vậy đó. Cái sự chuyện lạnh quá vậy ta. Hả? Trời ơi. Tao mày người nào vậy? Mày quanh nó cho tao. Quanh nó. Mau. Mau đúng rồi đánh đổ mau đi. Trời ơi nó xe tòng miếng hả mày xe hai miếng. Trời ơi tức quá. Anh ơi có ai trong nhà không cho hỏi thăm tí anh ơi. Em chào anh. Chào cô. Dạ xin lỗi anh, ở đây có phải là đài truyền hình Giai điệu Miệt Vườn không hả anh? Dạ tôi đúng. Dạ vâng, anh xin cho phép em được gặp giám đốc ạ. Dạ tôi là giám đốc. Thôi anh cứ đùa, cứ sáng sớm cứ gặp người nào đùa là em cứ thích thôi. Nhìn anh cứ như con cầy ghẻ ấy. Anh cho em gặp giám đốc đi anh, vì em không có thời gian anh ạ. Không, tôi nói thiệt, tôi là Quỳnh Long Hổ, giám đốc đài truyền hình Giai điệu Miệt Vườn đấy. Em nhìn anh nó giống con gì ấy chứ nó không giống con hổ. Con gì? Em nhìn con gì nó te tua như con này nhỉ? Con bạch tuột. Gớm khổ, áo quần sao cứ đeo cứ mực không là mực thế kia. Anh ơi đây đây. Thế à, anh Huỳnh Long Hổ là ô thì giống chưa? Che lại này chút, có cái vằn vằn này vào thì nó giống này. Đúng không? Vâng em chào anh Cọp Rằng. Chào cô. Vâng. Cô có phải là thí sinh tới dự thi không? Vâng, em là thí sinh đến dự thi đấy ạ. Chứ không dỗi hơi mà đến nói chuyện. Cô lấy số báo danh này phải không? Có ai cho cái số nào đâu mà báo với đây, cả đây. Đây, cô đây. Vâng, số em. Anh ơi, sao đến 2002 cơ, bao giờ mới được thi hả anh? Không, cô là người thứ nhì. 2000 viết cũng chơi chơi rồi thôi à. Có hai người, người thứ nhì thì viết làm chó cho nó mệt rồi. Cô tới dự thi bữa nay. Vâng. Cô có thể cho tôi biết là cô còn độc thân hay là có gia đình rồi? Gớm, em gần 40 rồi, nếu mà em độc thân thì ông bà mình bảo ế mẹ nó rồi. Thưa thật với anh là em đi thi em chả giấu hoàn cảnh gia đình em thì nó có phần vất vả hơn các anh chị phụ nữ khác. Yeah. Em thì có gia đình lâu lắm rồi nhưng mà bây giờ đã ly dị. Vâng, em lập gia đình hồi năm 19 tuổi, 9 năm sau em được 7 đứa con. 9 năm, đẻ 7 đứa. Vâng. Tướng như cá lồng tông mà đẻ dữ quá. Thôi anh buồn cười nhỉ, cá lồng tông nó không là con cá, nó bằng này thôi mà anh mổ bụng nó ra biết bao nhiêu trứng trong đấy anh ạ. Em cũng không ngoài lệ như con cá lồng tông.
Thế là chồng mà anh biết không, khổ hoàn cảnh chứ em nào muốn sinh nhiều con như thế, sinh nhiều con người nó sẽ bị hao mòn đi anh ạ. À. À, đúng. Nhưng mà hoàn cảnh gớm, em lấy chồng không phải lấy chồng Việt Nam, em lấy chồng người Mỹ. Mà chồng em thì không biết nói tiếng Việt, em thì không biết nói tiếng Anh, thành thử ra dấu thế nào mà cứ tròn tròn một năm một đứa. Cái chồng em nó bảo lô mo, em cứ tưởng là cái mo, mỗi lần cây cau nó ra cái mo là nó ra trái, em cứ tưởng ra trái là phải đẻ, thế là nó tòi ra. Ngộ quá. Vâng. À, cô có kế hoạch không hay là... Dạ vâng, em đã đi kế hoạch rồi đấy anh ạ. Em đã làm một lần nhưng mà chồng em thì nó bảo kiểu này, xong rồi em lại thích kiểu kia, xong cuối cùng hai vợ chồng hòa để đẻ luôn. Chồng em thì một hôm mới đẻ đến đứa thứ tư rồi, nó sợ quá, nó bảo là go ahead and cut. Cắt cái gì? Em có hiểu cái gì đâu, nó bảo đưa đưa cái kéo để em hiểu là nó bảo cắt đi đây, cắt cái buồng trứng đi, hiểu không? Xong rồi em lại nghiên cứu, em nghe mấy chị ấy bảo không cắt cái đấy đi, nhiều khi nó điên điên đấy. Thế em không cắt. Em bảo no 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 no, cắt là treo ép. Cái gì? Éc là cái trứng đây. Sáng nào nó không bảo em làm cho nó ăn thì em biết cái éc là cái trứng. Thế em bảo treo éc tức là treo trứng. Nhưng mà anh biết không? Nghe em nghe treo nó không điên hẳn mà nó cứ tàn tàn nào. Lâu lâu nó lại chạm dây lại cắn chồng rồi bỏ mẹ. Thôi em không làm nữa. Yeah, bỏ cái thôi hả? Vâng. Cô bây giờ cô đang làm nghề gì? Dạ ngày trước thì em làm lông, bây giờ em làm leo. Làm gì cô? Ngày trước em làm lông. Làm lông là làm ruộng ấy. Xin lỗi, tôi không hiểu. Còn bây giờ em làm leo là làm móng tay lại. Dạ dạ. Làm nông. Làm nông. Dạ. Làm nông. Ê cô ơi, nói này cô đừng giận nha. Giận gì anh? Tôi nghe mấy thằng bạn tôi nó nói tả về con gái nhà nông á. Vâng. Nó nói vậy nè. Chưa đi chưa biết miền quê. Vâng. Đi rồi chỉ muốn quay về cho xong. Dạ. Bởi cô con gái nhà nông. Vâng. Suốt ngày chỉ biết chổng mông lên trời. Anh ơi, em ít khi nào biết bực tức với người đối diện lắm. Dạ. Yeah. Nhưng mà ai nói thế nào với em thì em xin giả lại thế ấy. À dạ. Vâng, thì em xin phép anh, em giả lại cho anh 4 câu thơ mà anh đã phan vào mặt em. Dạ không, không dám. Dạ. Vâng, thì em xin giả lời cho anh là: anh ơi đừng có ngạo đời, từ đâu lại đến buông lời khinh khi, bởi do nông vụ đã đến kỳ, mong em không chồng thì lấy cái gì anh sơi. Bây giờ em hỏi anh, lúa nó chín đầy đồng, em không chung khu em cắt thế này thì lấy cái gì anh ăn? Cảm ơn cô. Thôi giờ vậy, vô vấn đề chính đi ha. Vâng. Cô tới dự thi thì ở đây thể lệ thi gồm có hai phần. Vâng. Cô phải hát một bài nhạc chậm và một bài nhạc nhanh. Bây giờ cô muốn hát thể loại nào trước? Dạ em xin hát nhạc chậm trước. Nhạc chậm, cô hát loại nào? Dạ em xin hát thể loại ca trù. Ca trù. Vâng. Trời ơi cái này lâu lắm đó nha. Vâng. Người trẻ như cô biết được là quý lắm đó. Vâng. Nhưng mà cô hát ca trù mà cô có biết ý nghĩa của nó là cái gì không? Dạ thưa anh thì xưa bày nay bắt trước thôi, chứ em thì em không biết ý nghĩa. Nhưng mà em chỉ biết mỗi một điều là nếu mà mình ghét thằng nào thì mình cứ trù cho nó chết. Mời cô. Vâng. Em xin phép anh em ca trù ạ. Hồng hồng tuyết tuyết mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi, 15 năm thâm thoát có ra gì, ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tờ liệu. Cô nó kẹp mẹ nó băng rồi. Trời ơi cô làm gì tôi sợ quá. Tiền nhà tôi còn không có đó, cô đừng có làm tôi sợ, tôi không có tiền mua ở tiền bảo hiểm cho cô đâu đó nha. Việc gì cô? Cái đấy đoạn đấy mới là trù đấy. Anh sợ hả? Sợ anh chứ. Sợ vậy là em thành công rồi. Em trù mà thằng này sợ chết. Bây giờ cô hát thể loại thứ hai đi.
nhạc nhanh. Anh cho em hát thể loại thứ hai. Ừ. Vâng, thể loại thứ hai em không hát một mình em mà em song ca lam lữ. Cái bài gì mà tôi nghe cái tựa sao nghe lam lũ vậy? Không phải, em song ca lam lữ. Lam là man and woman đấy. Nam nữ. Vâng. Dạ. Thôi nhưng mà cô hát nữ thôi, đừng hát nam nha. Sao thế? Tôi sợ lắm. Mà cô hát cô có diễn không? Có chứ ạ. Đừng. Thôi đừng diễn. Nãy con Hùng đi diễn tôi sắp chết rồi nè. Cô diễn tôi không biết tôi còn cái gì nữa nè. Cô anh yên tâm đi. Em diễn em phải diễn như thế nào chứ. Còn chân người anh còn gì để vặt. Em mà làm anh một phát nữa là anh như con lợn cạo bây giờ đấy. Vâng, thôi em xin phép anh cho em được song ca lam lữ. Cho anh cho em một tí music. Music. Vâng. Anh hỏi đôi câu chuyện lòng. Xuân nay tuổi độ bao nhiêu? Người yêu đã có hay còn cô đơn? Tránh ra để lối tôi đi. Không ai quen biết hỏi chi lạ lùng. Xuân nay bao tuổi kệ mẹ tôi. Người yêu chưa có anh hỏi mà làm gì? Ngại gì mà em đứng quá xa? Em ơi, anh xin được làm quen nhá. Thôi đi, anh này, kỳ ghê à. Em anh, duyên đời gặp nhau. Đừng làm khó dễ, để anh khổ lòng. Anh kia ơi, anh tôi xa nà, chưa hề biết nhau, nhớ nhá. Chớ lo, trước lạ sau quen. Em ơi, sao nỡ lạnh lùng. Lòng anh thê tai khi em hững hờ. Nơi anh sao quá ngọt ngào. Khiến nòng cũng phải xuyên sao. Nhưng tuệ có lúc người ta thay nòng. Em ơi dù vật đổi sao rời. Thương em anh vẫn tròn đời thủy chung. Người hát hay, hai nam nữ như vậy. Coi như tôi long trọng tuyên bố là cô là người trúng tuyển. Hai thí sinh dự thi cô đậu hạng nhất. Hai người thi mà em đậu nhất hả? Vâng. Còn hãnh diện mẹ gì nữa. Anh ơi, em bây giờ em không cần biết là em đậu hạng mấy. Miễn sao đậu là được rồi. Thế anh cho em xin tiền thưởng. Làm gì có tiền thưởng. Ở đây tổ chức ra thí sinh trúng tuyển thì giới thiệu đi hát. Hát người ta trả tiền, đó là tiền thưởng đó. Chứ đâu có tiền thưởng gì đâu cô. Mày đừng trách bà dở mặt nhá. Có tiền sư bố nhà mày sao mày rảnh thế hả? Cái tao mà nếu mà tao thích mà tao đi hát đi hò, tao gửi mẹ băng lên ba di bai nai. May ra tao còn được lên sân khấu lớn. Gớm mày, mày tổ chức hôm nay tao tưởng đó hôm nay tao đến tao thi là tao quyết định là tao lấy tiền về tao trồng tiền đá banh cho chồng tao. Mẹ nó thua cái trận Brazil kia kìa. Chúng kéo dưới này còn thua nhiều hơn cả chồng tao đây này. Thằng nào cũng đâm đầu bắc vào đấy, thằng chồng tao đã thua nhiều lắm. Thế bây giờ không có tiền à? Dạ không có. Nhưng mà tôi hứa tôi sẽ lăn xê cô lên nổi tiếng. Xin lỗi mày. Tự động lăn một mình đi nhá. Xê. Không có tiền. Mày đặt tổ chức miệt vườn với trả miệt ruộng. Rách việc. Bà phán mẹ cho nó thoáng. Go. Go. Bữa nay thì sao?
hết gặp con khùng gặp con tỉnh. Trời ơi, bây giờ không có tiền, có ai cứu tôi không? Tôi, ai? Tôi nè, tôi sắp chết rồi. Sao vậy? Trời ơi, tại sao nó nông nổi vậy? Tôi xách cái con quỷ khùng mới vô trong. Sao? Tôi vừa mở miệng á, để bạc bạc tôi nằm luôn không ơi. Sao nãy tao nghe nó la ông sợ ông động nó. Trời ơi, tôi đâu có la được đâu. Nó la thất thanh mà nó cười mãn nguyện. Mà con này nó ngộ lắm không? Sao? Nó quánh xong nó băng bó nó mới mà chịu bỏ đi. Vậy là nó cũng còn tốt đó mày. Tốt bà nội tôi chứ tốt. Trời ơi, nó băng bó, nó lục hết tiền tôi, nó lấy sạch không còn một đồng một cắc. Nó nói tiền đó là tiền băng bó. Cũng tại ông cơ mà. Ông lừa gạt người ta, ông mở ra cái cuộc thi này làm gì? Bây giờ ông biết à, người ta nói cái câu là gậy của mình đập lên lưng của mình rồi, biết chưa? Nói bậy bạ không à. Gậy ông đập lưng ông gậy. Mày bị như vậy á, gọi là tiền mất tật mang. Tao nói mày nghe, tao biết hậu quả như vậy á, người ta đâu có làm. Nếu biết chưa có hôm nay thì ngày hôm qua chưa vui sao. Trong lòng em luôn cứ tàn, nhóm đời không tha thứ anh. Trách ai giờ đây đã lớn rồi. Đài truyền hình Gia Đình Nghiệp Vườn có đây tuyên bố giải tán. Gươm khổ Tết nhất đến nơi ế chảy ế thiêu, chả ai xem bói gì cả. Từ sáng giờ chả ai xem được đồng nào, toàn uống nước lã cầm hơi. Gươm cứ hề ai khổ thì mới xem bói, chứ còn nó sung sướng quá chả ai xem. Ai đấy? Chắc có mối rồi. Alo, mày à? Thằng Đại chứ gì? Thằng Đại chồng con chào á, hai vợ chồng mày là chào Đại đấy. Gặp ai chả biết ai cứ chào Đại. Cái gì? Thì hôm qua mày bảo với tao là mày nằm mơ mày thấy con dê nó vào vườn nhà mày. Ừ thì đúng rồi, con dê là 35. Cái gì? Nó sổ ra 53. Cái đấy là lỗi do mày. Mày bảo mày đuổi nó ra. Ừ, mày đuổi nó ra thì mày phải đuổi là mày đẩy cái đầu nó ra, để mày đẩy cái đầu nó để cho cái đít nó ra trước chứ. Cái này mày đuổi nó để mày cho nó quay cái đầu đi ra, nó đưa ra cái đít ra sau để nó đưa cái đít vào vườn mày, thì con số 5 nó đi ngược lên là đúng rồi. Thế nó ra 53 là lỗi do mày nhá, không phải lỗi do tao đâu. Gớm khổ. Thôi cúp máy đi. Đang bận bịu trả xem tình duyên ra đạo, toàn xin số đề. Tao mà biết ra con nào thì tao ngồi ngoài này tao phơi nắng tao xem bói làm gì. Chán quá cơ. Ê kinh khủng ê. Trời ơi, bắt gặp thầy rồi nghe. Con nói cho thầy nghe nha, con nói rõ ràng cho thầy nghe. Thầy đi đâu mấy năm nay hả? Thầy nói cho con nghe đi. Đi đâu mấy năm nay? Con tìm thầy trong cái hốc, cái hang, cái ngõ, cái hẻm. Ông cống con cũng lôi ra nữa, con tìm mà không có. Này, tao phóng cái này vào mồm mày á. Thách thầy đó. Sao mày làm tao như chuột, như giãn ấy? Mày bảo tao ở trong ông cống, không đồ tao chui đi đâu. Thế xin lỗi nhá, đây là cô hay bà để cho tao biết tao còn xưng hô. Chưa có chồng, coi mấy năm nay cũng không có chồng. Gọi bằng cô đi. Bực à? Chưa có chồng thì gọi bằng cô à? Đúng rồi, con hỏi thầy nè. Thầy coi con có chồng. Con chưa có chồng mà lại con có con nữa. Đó, tự nhiên bây giờ giải thích đi. Tại sao không chồng mà có con? Nói cho con nghe. Mày về mày nhờ mẹ mày giải thích. Mày không chồng mày có con, tự dưng mày bỏ mày hỏi tao à? Thế tại... mày đàn bà mày vô duyên đó. Thế bây giờ trâu trứng mày rơi lúc nào mày không biết à? Mấy năm rồi vẫn gặp con dở người. Thầy đủ rồi nha. Con muốn nói dở người dở hơi. Con là đàng hoàng nghe. Giải thích đi.
Giải thích cái gì? Giải thích tại sao tôi không có chồng. Coi mấy năm nay tôi có chồng, rồi bây giờ tôi chưa có, mà có một đứa con là làm sao? Ông phải làm đứa mà là tới là mấy đứa. Nói. Ô hay nhỉ. Tao có ăn là mày không? Tao không ăn mày thì mày có con với ai thì bố tao chả biết. Nên bây giờ mày cứ đi hỏi một thằng chiêm tinh gia nào mà nó giải thích được cái thằng chồng mày ở đâu ấy. Này, đây tao cắm đầu xuống đất tao đi một đời nhá. Bây giờ thôi. Bây giờ đến đây là làm gì? Coi bói với làm gì? Coi thử chừng nào con có chồng nè. Thế là bây... rồi. Cái gì? Coi thử chừng nào con có chồng. Xem thì lần chừng nào mày có chồng á. Chính xác. Thế bây giờ sao đến đây ấy là có cái vấn đề như thế này. Không có chồng ấy là do duyên. Nhiều khi là mình cũng phải là phải gieo duyên ấy, nó mới có. À, đây muốn xem ấy thì xem cho. Nhưng mà nghe giọng thì nó có cái gì nó hơi lạ lạ. Lạ lạ làm sao thầy? Như là gọi bằng cô đi thì đúng hơn. Đúng rồi, cô mà, con chưa chồng mà. Ô hay. Đợt trước thầy coi con á là thầy nói cái gì? À, râu hùm hàm én mày ngài, dây năm tấc rộng thân 10 thước cao. Con đi ra ngoài đường, con tìm hết ông này ông kia. Con có râu quai nón là con nói là anh ơi cưới em đi. Ông nói, ông nhìn con đấy. Gì kỳ vậy? Cô khùng hả? Ông nói con câu, ông phán con câu vậy. Rồi con đi tìm người khác cao hỏi ông nào to cao là con nói con tới con cưới, con xin cưới mà ông không có cho. Cũng là cái câu nói của thầy. Cũng là cái câu nói của thầy. Thầy nói là coi sai á, là thầy nói là guarantee refund. Cái câu nói của thầy mà con bỏ tiền ra biết bao nhiêu năm nay con tìm thầy. Bây giờ thầy nói đi, thầy trả tiền lại cho con. Thế là cái thằng đấy nó chửi mày điên ấy, là đúng rồi đấy, tao còn là bảo mày điên đây này. Bây giờ ngày đấy mày đưa tao bao nhiêu tiền để tao xem cho mày cái quẻ bói đấy. Bữa đó con đưa cho thầy 50 đồng rõ ràng luôn. Thế có 50 đô thôi mà mày đi tìm tao vì cái chữ guarantee refund. Thì đó, đó mà có một cái 50 đô thôi mà mày bỏ mấy năm rời ra, mày bỏ biết bao nhiêu tiền ra để mày đi tìm tao, có phải là mày điên không? Bây giờ mày nói cái câu mà dâu hùm hàm én mày ngài, vai năm tấc rộng thân 10 thước cao thì nhận ra rồi, tôi nhận ra cô rồi. Đó. Xong dạo này nhìn đẫy đà thế, nó nở lên như cái bánh phồng tôm đấy. Mà trên cái bánh phồng tôm ấy còn treo hai quả bưởi năm roi. Ủa cái gì vậy? Ủa sao thầy thầy đuôi mà sao thầy biết con? Thầy biết này, con sửa ngực. Tôi nói cho cô nghe nhá. Ông giời, ông đã lấy của tôi đi đôi mắt thì ông cho tôi là cái mũi. Cái mũi tôi ngửi được. Cô chỉ thoáng qua thôi là tôi nghe mùi mỡ. Thôi nói thiệt ra thì thầy coi bói thì giấu thầy cũng không được. Thì thầy coi con á là thầy nói con là con sẽ có chồng, chồng con to cao đẹp trai. Nhưng mà thế này, cô đi tìm tôi ở đâu mà tìm không ra? Cô đi tìm những chỗ nào mà cô tìm tôi không ra? Con tìm thầy ở chợ Tân Định nè, ở Sài Gòn, khắp cái Sài Gòn chợ nào con cũng tìm. Rồi có người ta nói có thể ông ngồi trong ống cống, con xuống ống cống con lôi ra cũng không có. Đó, cô hỏi cái gì mà người ta bảo tôi ở dưới ống cống? Tại vì thầy bói là thường thường ngồi ống cống. Cô hay là hỏi ngồi... tên tôi tên gì mà cô bảo tôi? Con hỏi là tên Gia Cát Lạng ở đâu? Thì người ta mới nhìn con, người ta nói là cái con này nó khùng hay sao á. Ở đây có Gia Cát Lượng chứ làm gì có Gia Cát Lạng. Người ta nói con vậy. Nên con cũng bị quê chứ. Quê cái gì? Hỏi đi để cũng phải lựa người mà hỏi. Hỏi thì phải hỏi người kiến thức, người có học thức, có văn hóa thì người ta mới hiểu được hết cái tên của tôi. Đấy, tôi đã giải thích cho cô nghe rồi. Đấy, Lượng là ở trong miền Nam người ta gọi là Lượng, ở miền Bắc gọi là Lạng. Ví dụ như cái câu kẻ tám lạng người nửa cân, đấy là ở miền Bắc. Còn vào trong miền Nam phải gọi là kẻ tám lạng, kẻ tám lượng người nửa ký. Đấy là miền Nam. Thì hôm trước lâu mấy năm rồi coi thầy cũng nói vậy mà con quên. Bây giờ nghe giọng cô thì tôi đoán ra rồi. Tôi đó, biết rồi. Thấy không này, tôi không cần phải nhìn thấy là tôi đã đoán ra được người ấy như thế nào. Nghe hơi thôi, nhất thanh nhì tướng. Đấy như là đây này, vừa rồi đây, tôi có biết cái mặt ông Donald Trump đâu, nhưng mà nghe giọng nheo nhéo của ông ấy tôi đoán ngay ông ấy thế nào làm tổng thống. Thế là đúng ngay. Không sai. Hay, hay quá.
Đó, vậy mà cho tới giờ này vậy là thầy nói sai bét luôn rồi đó. Tới giờ này con cũng đâu có chồng đâu. Mà con nói thầy, con giải thích, thầy giải thích cho con, thầy cũng không có giải thích được. Thế bây giờ đến để làm gì? Đến để xem bói đi. Đúng rồi. Để chờ tí đi. Để đây này. Để xem bói là phải lấy hẹn, là phải có appointment ông. Trời ơi, bị đuôi mà coi làm sao thấy được. Ô hay, người ta mù thì người ta có cái kiểu xem của người mù chứ. Chứ ai cấm người mù viết nhạc, ai cấm người mù viết văn. Để xem chỗ nào vậy? Để xem chỗ nào trống trống thì nhé, cô vào này. Đây có rồi đây. 3 giờ ngày thứ tư nhá. Rồi đến đây xem. Thế thôi. Trời ơi, tôi nói thiệt với ông luôn á, con đường đi không có ai, đi ngang qua không có một bóng người, rồi cũng không có nữa chứ đừng có nói chi mà coi bị đặt ế chổng rộng luôn, bị đặt nói coi bối rồi rồi coi dừa đây, tôi nói chảnh dừa thôi, không chảnh chẹ gì cả. Đấy là nguyên tắc, khi đã đặt ra nguyên tắc là mình phải tuân theo nguyên tắc. Nhiều khi đói thối mồm ra nhưng vẫn không xem. Thì ra là thầy đang đói vậy. Ê, bây giờ có xem không? Thôi bây giờ vậy đi. Xem xong rồi tôi tao đi ăn chứ tao đói quá rồi. Thôi. Nói là tại vì cô đi tìm tôi mấy năm nay tôi mới xem cho cô đấy. Không là tôi không xem đâu. Thôi con biết rồi, con cảm ơn thầy. Thầy qua bên kia cái nó có quán phở kìa. Đó, thầy ăn đi. Thầy ăn đi chứ không thôi thầy đói rồi nó qua mắt làm sao thầy coi con được. Mày điên à, mù mà hoa mắt cái gì? Ủa vậy hả? Bây giờ đặt tiền đi. Lần trước xem ấy là đặt bao nhiêu? Lần trước xem không đúng là tại do cô. Cô không có thành tâm. Với thánh mà cô không thành tâm thì làm sao thánh phù hộ cho cô được. Lần trước con coi con bỏ 50 mà không thành tâm làm sao. 3 cái dĩa con bỏ 50, mỗi dĩa là 50. Thầy nói sao mà con không thành tâm. 3 cái đĩa 50 ấy là lúc ấy vàng ấy là 100 đô 3 chỉ. Bây giờ mày bỏ 50 chưa được mua được 1 chỉ vàng mà. Bây giờ mày bỏ gấp đôi. Tiếng Mỹ người ta gọi là double down đấy. Ông ơi, thôi vậy đi. Lần trước thầy coi con nó sai, thì bây giờ thầy coi con đi. Thầy mở rộng từ bi của thầy ra, thầy coi con khỏi lấy tiền nha. Đấy, mày chưa gì hết mà mày đã đi giả giá với thánh thì thánh nào mà chứng cho mày ớm khổ. Vậy bây giờ mày bỏ tiền vào đi. Vậy con giáo bộ con bỏ tiền ra, rồi thầy coi xong thầy trả lại cho con nha. Ô thì mày đi lừa thánh à? Mày lừa mày còn kinh hơn đấy. Đây một cái thành tâm đi, bỏ vào xem thử như thế nào. Bỏ hơn hả? Double down. Có tiền đô không? Thôi tiền Việt Nam đi. Không, thánh thích tiền đô. Hôm nay ta xuất hồn ra tôi hỏi thánh rồi, thánh giáng cơ, thánh bảo bây giờ thầy xài tiền đô nó đang lên đấy. Bây giờ thích xài tiền đô, bởi vì biết sao không? Người mà người ta cúng cô hồn ấy, người ta còn cúng tiền đô cơ mà. Thành thử ra là thánh ganh tị, cho nên là phải cúng tiền đô. Đấy, thứ nhất là đô, thứ nhì euro, thứ ba là Canada, thứ tư là tiền Úc. Trời ơi, con phải quỳ con lạy thầy luôn á. Lạy ta làm gì? Thầy mà coi mà lần này không trúng á hả, con cho giang hồ nó quánh chết cha thầy luôn. Ây da, con xin lỗi. Con hay cái con này. Con... Mày càng lúc mày càng hỗn nhá. Làm gì làm tao vẫn lớn hơn mày nhá. Đây này, ba cái đĩa này. Ba cái đĩa này là đĩa tiền tổ này. Đĩa này là đĩa tiền quẻ này. Đĩa này là đĩa tiền tiếp này. Thầy hỏi hết bà con cô bác coi có đi coi bói mà có ai cho tiền tiếp bao giờ đâu. Có chứ sao không có. Ai cho? Nhưng mà cho trước hay cho sau thôi. Nhưng mà bây giờ mày cứ bỏ trước cho nó chắc ăn. Biết bao nhiêu đứa rồi, cứ bảo là thầy xem đi được cái con cho tiền tiếp. Nó xong xem được xong nó bỏ nó đi luôn. Nó không quay lại, không được đồng nào. Bây giờ lấy trước chắc ăn. Không lẽ viền chồng mà mình phải bán mạng vậy sao trời. Ôi giời, mày bỏ 300 đô mà mày kiếm được thằng chồng thì xin lỗi mày. Mày bỏ bao nhiêu nghìn đô mày mới tìm được tao. Bây giờ đúng mày rồi. Tìm được chồng mà. Bỏ vào đi, tiếc nuối gì. Nhanh đi, tao còn làm pháp sự, tao đi ăn, tao đói run hết cả người rồi. Từ sáng giờ ế chảy ra chả có đồng nào ăn. Chán gì đâu trời, cái gì vậy trời, đó 300 đó. Bây giờ muốn bói kiểu gì? Hôm trước thầy bói con chuyện Kiều. Chuyện Kiều đâu có đúng đâu. Bây giờ thầy coi thầy bói cái gì khác đi. Thì bây giờ tao chỉ có hai cách thôi. Một là sờ mu, với hai là xem chuyện Kiều thôi.
Bây giờ mày không thích xem truyện Kiều thì tao sợ mù. Mù giờ... Sợ mù rùa đấy. Sống thì nhờ cái mù rùa với lại cái truyện Kiều thôi. Bây giờ muốn xem nào? Muốn sợ mù hay là muốn... Này, cầm hương đi. Ở khoan chờ tiêu tí. Chết rồi ai? Alo, lại mày nữa à? Sao mày suốt ngày cứ để đón thế à con? Thế sáng nay mày ra mày gặp ai trước? Gặp cái gì chứ? À, gặp cái con đang cấy lúa. À, nó cấy lúa. Nó cấy lúa thì nó cong người xuống. Nó khom người xuống thì mày đánh con tôm đi. Ừ. Nhưng mà này, lúc mà mày vừa nhìn thấy nó là mày nhìn thấy cái đầu nó trước hay là nhìn thấy cái mông nó trước? À, nhìn thấy cái mông nó trước à? Thế là đánh con tôm nhưng mà phải đánh thối thân nữa. Ừ. Thế đánh con tôm vẫn là 31 nhá. Còn đánh thối thân thì mày đánh con bào ngư đi. Bố tiên sư mày không biết con bào ngư là con gì à? Nó bằng bằng cái bụng tay này này. Mẹ tiền mày đánh số đề mày để mày ăn con bào ngư đi cho cuộc đời mày biết. Bây giờ bố tao cũng chả biết con bào ngư số mấy. Bây giờ mày cứ ra chợ mày hỏi nó bao nhiêu một cân rồi mày lấy cái số tiền đấy, mày lấy cái số mày đánh. Nha. Suốt ngày cứ đề đóm, tôi nói đến đâu rồi? Rồi như vậy nè, bây giờ nói thiệt á, là con cũng nói thiệt với thầy á, là như vậy. Con, thầy coi bói con xong á, con tìm hoài, con thấy cái thằng nào nó cưới con hết á, thì con mới đi, tình cờ con gặp chị Kỳ Duyên. Chị mới biểu con á là, nếu mà em như vậy á, thì em đi sửa ngực đi. Đấy, em đi sửa ngực và em đổi tướng đi, là em có chồng liền. Đây, bói Kiều nha. Thì bói Kiều, giờ biết à, sao? Mày khánh đi, tao làm pháp sự. Lần này mà không trúng là con cho giang hồ nó giật thầy luôn đó, con nói trước rồi đó. Bà về bạc nhã thuyền hoa con hương đệ tử gần. Mày nín mẹ mày đi. Cái gì thầy kêu con nhã. Ta đang mà. Kêu bà về bạc thuyền bạc nhã vừa đến nơi mày hắc xì nó lại lui. Mày khấn, mày cũng khấn nhẹ nhẹ chứ mày cứ khấn, mày cứ hạch, hạch. Thì tại vì con vẫn là nhập tâm chứ con mới ắt. Tao nhập cái này, mày nhập là gì? Mày khấn là mày chỉ để tâm thôi, để tâm chứ không cần nhập tâm. Tao mới nhập tâm này. Rồi, vậy xong rồi, xong chưa? Để tao cắm ra cho. Bà về bát nhã thuyền nè hoa con hương đệ tử gần xa đấy. Mày lại đẩy thuyền đi rồi thôi, mày dở đại đi, mày đọc đi. Tao mệt quá rồi. Con lại trợn lại Phật cho con lấy một chồng đi cho rồi, chứ bây giờ nó già lắm rồi, nó già với trái cà rồi mà chúng chưa có chồng. Đọc đi. Nhát trong lờn lợt màu da, ăn gì to nấy để đà làm sao. Thôi đó ông, nè à, này này mày đọc nhầm rồi đấy này. Ông Nguyễn Du ông không có có ghi cái chữ ăn gì to nấy. Ăn gì to lớn để đà làm sao. Tôi có một từ tiếng Hoa mà nó không biết đấy. Tiếng Tàu mà làm sao không biết con vịt đó. Câu nha là nhát trông nhợt nhợt màu da, ăn gì to lớn đẫy đà làm sao. Thế ngày trước mày bốc cái câu là vai năm tất rộng thân 10 thước cao. Thế bây giờ là ăn gì to lớn đẫy đà làm sao. Đấy, hai cái nó liên quan nhau. Chắc chắn cuộc đời mày không bao giờ tránh khỏi một thằng chồng béo được. Chết. Sao cuộc đời con khổ vậy thầy. Đây, còn cái chữ nhát trông nhợt nhợt màu da. Cái màu da này là nó nhợt nhợt, nó không trắng hồng, nó cũng không trắng xanh, mà nó trắng như theo cái kiểu là sắp tẩm liệm ấy. Trời, thầy nói gì ghê vậy, giống như là người chết vậy thầy. Không, không, người chết nó trắng xanh, tao đang tìm cái từ nào đây này. À không, nó giống như là mới vừa rút ống còn thở ngóp ngóp vài hơi rồi.
không, con mới tin là vậy thôi, con còn thằng này ấy, trước tiên đây là nhát trong nhợt nhợt màu da là chắc chắn thằng này nó là phải thiếu máu. Ăn gì to lớn đẩy đà làm sao đấy, là nó ăn, nó rất ăn rất là tạp, nhưng mà nó vẫn không hồng hào được, chứng tỏ thằng này nó phải bị tiểu đường. Thầy giải thích ăn uống giống như heo ăn vậy thầy. Đấy, thằng này nó phải tiểu đường. Cái chồng con kiểu này thôi, vậy con ở vậy cho rồi, chứ con lấy chồng làm gì? Không, không. Không bao giờ tránh được đâu. Thánh đã phán thì không bao giờ mày tránh được. Bởi vì trong truyện Kiều của Nguyễn Du có câu là: gẫm thay muôn sự tại trời, trời sinh phải bắt làm người có thân. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Thầy, khoan khoan đó thầy. Ủa cái gì vậy thầy, rút vô tiền liền vậy, con chưa coi xong mà. Xong hay không xong, tao tém tao đưa tổ rồi. Tao tém ngay tao đưa cho tổ rồi. Chào thầy. Ai đây? Con thầy. À, đi chỗ khác chưa, đi đang có khách nhá. Dạ con đâu có tới đây để coi bói đâu. Thầy thất tình, lang thang đi mỗi chân quá, thấy ghế trống ngồi nhờ chút. Không, khi nào không có khách thì muốn ngồi bao nhiêu ngồi, bây giờ đang có khách, anh đi chỗ khác cho tôi làm việc. Thầy chưa coi xong mà sao thầy thấy lấy tiền con đau lòng quá, 300 lần đó thầy, vô trong trả lại con nha. Thì từ từ đấy, mày đã bốc rồi, nhát trong nhợt nhợt màu da đấy, ăn gì to lớn đấy đà làm sao đấy. Thầy, thầy. Cái gì? Thầy, thầy, thầy mới cho coi cho con tuần trước đây mà. Tuần trước là mắt thì sáng, sao bên đây đuôi rồi, có lẽ dữ vậy. À, điều này chắc cô trai trật rồi, chắc thằng đó nó muốn con mắt luôn cái gì. Này, tôi nói cho anh biết nhá, tôi xem cho ai ấy là tôi nhớ giọng từng người một. Tôi chưa bao giờ xem cho anh thì anh đừng có vu oan giá họa cho tôi như thế. Có mà, con xạo thầy làm cái gì. Đâu thì gỡ mắt kiến ra con coi kỹ. Này này, anh đừng có hỗn nhá. Tự dưng tôi mù thế này, anh bảo tôi dở mắt kính ra cho anh xem là xem cái gì. Nè, nói nghe nè. Anh vừa phải thôi chứ. Ủa, lượt trước anh có coi ổng hả? Chắc chắn, chắc chắn là ổng mà. Tôi xem anh cái gì. Anh có nói thiệt không? Đây nè, cái tuần trước á, là mắt ổng còn sáng lắm. Ổng ngồi nói chuyện với tôi, rồi có con nhỏ mặc váy đi ngang. Ổng lo nhìn mà rớt nước trà đổ vô quần ổng luôn mà. Này, này, này. Con nghi lắm luôn rồi nè. Ta bảo cái này nhá. Đây nhá, đừng bao giờ hất đổ chén cơm người khác nhá, thất đức lắm nhá, đi nhá, phản ngay nhá. Không có đâu, trời đất ơi, thầy quên rồi. Quên cái gì, quên làm sao được, tôi xem anh cái gì. À, thầy quên cho con nhắc. Lúc đó đó là con coi bối Kiều, con mở ra trúng nhầm hai câu. Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Thầy giải thích cho con là con sẽ gặp được một chuyện tình bất ngờ, khơi khơi ở ngoài đường, không cần phải hẹn hò, không cần ai giới thiệu hết. Đó, thầy nhớ chưa? Tôi đã bảo không xem cho anh mà. Anh đi đi, làm chuyện này, người ta đang làm ăn mà thì cứ phá. Thầy phải thầy Gia Cát Lạng không? Hay là ai? Ông Gia Cát Lạng nè, đó, ông Gia Cát Lạng đó, ông coi xe bét luôn á. Thôi, mà không nói chuyện với ông đó, đi. Anh, khoan đã, khoan. Anh, đừng có đi. Gì? Để tôi hỏi anh nè. Hỏi gì? Đứng đây đợi một chút đi. À. Thầy. Cái gì? Hồi nãy thầy coi con là nhát trong nhìn nhát trong nhát trong lần lượt màu da, ăn gì to lớn đẩy đà làm sao. Thầy ơi, hình như ổng rồi nè thầy, y chang luôn á. À thế à? Ừ, thông minh, cô thông minh đấy. Dạ, cô thông minh đấy. Con biết mà, con biết con thông minh mà. Tha vào anh, tới đây em hỏi nè. Gì cô? Anh cho tôi nhìn coi. Ừ. Nhát trong lần lượt màu da, cái mặt của anh nè, giống như là ông tả là rút cái ống nước gì ra đó, anh sắp chết đó, nó tái nè. Gì vậy? Rồi ăn gì to lớn đẩy đà làm sao. Thì sao? Bên mày hỏi nó có thiếu máu không. Khoan con chưa, em hỏi anh kỹ, anh phải nói thiệt nha. À, cái này là quan trọng lắm nha, quan trọng lắm nghe anh. Sao anh có bị thiếu máu không? Có, tôi bác sĩ nói tôi là thiếu hồng huyết cầu. Hả? Vậy anh có đái không? Ủa đó ai không đái? Không phải, ý em hỏi là anh có bị tháo đường không đó? À, đái tháo đường á hả? Đúng rồi. Trời ơi, đái tháo đường là đái hết hồn.
Có, tôi bị tiểu đường 10 năm rồi. Mà làm gì có hỏi kỹ quá vậy? Vậy là anh à. Cái gì? Anh đang thất tình. Còn anh, em đang tìm tình à. Mình lấy nhau đi anh. Cái gì? Mình lấy nhau đi. Cái gì vậy? Anh lấy em đi anh. Cái gì thầy? Anh lấy em đi. Anh lấy em đi. Anh lấy em đi. Đi chúng mày lấy nhau đi. Tao lại chúng mày. Lại chúng mày lấy nhau đi. Anh lấy em đi. Thôi thì bất chấp hết, yêu nhau đi con. À đúng rồi. Người đâu gặp cỡ làm chi. Đúng rồi. Nó nè. Vậy là có duyên rồi. Nó nè. Thôi mình lấy nhau đi. Đúng rồi. Lấy nhau đi anh. Đi về anh. Tôi đi về liền đi. Dạ, nhưng mà ở gần đây có hotel nào không? Cái gì hotel? Không có. À quên. À, đây. Thầy ơi. Hả? Con cảm ơn thầy nha. Ờ không có con, gì. Con đi. Mày lấy cái bóp cho em luôn cái đã. À. Trời ơi. Con lạy trời, bây giờ con đã có chồng chính thức rồi. Thế chúc hai đứa vui vẻ nha. Dạ cảm ơn thầy ạ. Lần sau ghé xem nha. À thôi khỏi đi, để người khác xem đi. Giờ con có tình duyên là coi chi nữa thầy. Ồ. Hả? Khoan. Thầy à. Nói thiệt nha, dỡ cái mắt kiến ra đi. Từ đầu tới cuối con đã thấy thầy rồi. Thầy đừng có giả bộ nữa, nó quýnh thấy mẹ luôn. Dỡ ra đi. Chứ con nói á, là người ta, con nói thầy á, con giật mặt thầy ra thì con sợ là bể chén cơm của thầy. Nên bây giờ thôi gỡ ra đi ha. Đừng có giả đò nữa. Đó. Con mắt sáng vậy tự nhiên đòi mù. Ồ. Không, anh thấy không? Mình á, thật sự ra con mắt sáng vậy coi bói còn chưa được, chứ đừng nói chi mà mù. Mù sao thấy thì coi. Em quá hay. Dĩ nhiên là em hay rồi. Thầy, con chỉ thắc mắc một điều. Tại sao thầy không đuôi mà thầy lại tự nhận là mình đuôi? Có muốn thế đâu anh. Nhưng mà đôi khi ở đời ấy, đôi lúc cũng phải giả mù để cho nó khỏi thấy cái cảnh trướng tai gai mắt đấy mà. À vậy hả thầy? Ừ. Thầy con nói nghe nè. Thầy trả lại con 300 đi. Để con đi đánh bài thầy. Mày quên đi, mày có thằng chồng rồi. Ô, tao lấy rồi. Coi như là 300 lận đó. 300 cái gì vậy? 300 là mày lấy ra cái thằng mấy chục ký. Bây giờ mày tính bao nhiêu một ký? Ôi, nói chị ông đứng đầu lắm. 300 mà còn tính toán. Đi ra chào khán giả đi. Con lại thánh mơ bái gớm được 300.